Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết tám giải thoát, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh, không có tự tánh, chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập như thật biết tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, không tăng, không giảm, không nhiễm, không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập thì này thiện hiện. Đó là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Phật dạy. Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, như thật biết tất cả pháp môn đà la ni không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập, như thật biết tất cả pháp môn Tam Ma địa không tăng không giảm, không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể học tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học năm loại mắt sáu phép thần thông? Phật dạy, này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết năm loại mắt không tăng không giảm không nhiễm không tịnh, không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được, mà có thể tu tập như thật biết sáu phép thần thông không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học năm loại mắt sáu phép thần thông cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, có thể học mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa như thật biết mười lực như lai không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập như thật biết bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng không tăng không giảm không nhiễm không tịnh không có tự tánh chẳng thể nắm bắt được mà có thể tu tập thì này thiện hiện đó là đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa có thể học mười lực như lai like, bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng